Dạ, vâng, em Minh Tông xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay thì Minh Tông sẽ là tiếp tục lên và review đến cho anh chị nhà mình một sản phẩm. Sản phẩm này là một căn nhà vừa mới hoàn thiện xong, nhà còn rất mới ha anh chị ha. Hiện tại thì em đang có mặt tại vị trí của khu tái định cư Resen Phước Hải. Với cái khu vực này hiện tại thì gần như pháp lý đã có sổ hết toàn bộ. Và cái sản phẩm ngày hôm nay là có một căn nhà một trệt, hai lầu một tum. Em muốn giới thiệu đến cho anh chị và mình. Diện tích của cái căn nhà ngày hôm nay nó chỉ rơi vào là 64 mét vuông thôi, ngang 4 dài gần 16. Nhà của em ngày hôm nay giới thiệu đến cho anh chị thì nhà này có mặt hướng là hướng nam ha, hướng chính nam. Đường trục này là trục đường chính ra, đường kết nối thông của khu tái định cư ha anh chị ha. Cái mặt phía ngoài bên kia là trục đường số 4 của khu VSN Phước Hải, đường Thích Quảng Đức ha anh chị ha. Còn cái trục bên này là trục đường Bùi Phùng và Phùng Thế Tài. Đó, em đang đứng ngay chỗ vị trí của góc cua. Đó, đường này kết nối thẳng đi thông với nhau ha anh chị ha. Khu vực này đường lớn nè, đường rất là rộng ha anh chị. Thì cái sản phẩm của em ngày hôm nay nó sẽ nằm sát với lại một lô kề góc ha anh chị ha. Đó, cái mặt tiền của em ngày hôm nay nó sẽ nằm ngay vị trí của căn này, và lô này là lô góc và lô của em nó nằm kề thôi. Đó, anh chị đang thấy thì cái mặt tiền chính ha, nhà vừa hoàn thiện xong. Căn nhà ngày hôm nay thì nó có kết cấu công năng là nó rơi vào là 4 phòng ngủ, 5 toilet, một phòng thờ. Mặt tiền là 4 mét. Nhà này có thể mua ở hoặc kinh doanh, đầu tư cho thuê rất hợp lý ha. Như vị trí này thì bởi công ty thì rất ổn anh chị. Đó, mặt tiền chính này. Với cái trục đường này thì kết nối đi thẳng ra đường Lê Hồng Phong rất gần. Nó có rất nhiều cái hẻm ha, những cái đường hẻm nhỏ nhỏ góc cua bên này thì anh chị cua qua đường Lê Hồng Phong rất gần ha anh chị ha. Đi qua tới khu vực mặt biển thì rơi vào khoảng là 2,5 km là anh chị đã tới rồi. Trục đường số 4 thì anh chị đi ra khoảng 5-60 m là để tới nơi. Thì bây giờ Minh Tông xin phép đi quay review đến cho anh chị nhà mình vị trí chi tiết ở phía bên trong ha. Anh chị xem sơ qua lại vị trí mặt tiền. Tất cả các phòng đều có ban công ở phía ngoài này. Ở nhà ban công đầy đủ, mặt tiền 4 mét ha anh chị ha. Giờ Minh Tông xin phép đi vào phía bên trong quay cho anh chị. Được cái thì lô này nằm gần kề góc thì nó rất là mát ha anh chị ha. Nhà hướng nam thì gần như mát cả ngày. Em xin phép quay chút. Anh chị cứ ngồi đi, không sao đâu. Rồi, anh chị đang nhìn thấy thì đây là toàn cảnh của khu vực phòng khách đây anh chị. Đó, hiện tại thì nhà vừa setup xong, rất là mới luôn, chưa có sử dụng. Anh chị này nhà mình mua thì vào sử dụng ngay luôn. Hiện tại khu vực này nó sẽ có phòng khách, tivi, bộ ghế sofa đầy đủ công năng và cũng như là để lại nội thất hết cho anh chị ha. Nhà này thì với cái khu vực này hiện tại đang để cái sơ đồ điện tổng này. Đó, CP tổng và được cái này sử dụng điện thông minh ha anh chị ha, rất là đẹp, đơn giản cũng khá hợp lý cho anh chị và mình luôn. Em sẽ quay nhiều góc riêng cho anh chị và mình coi ha. Đây là cái mặt tiền chính của khu vực phòng khách đây anh chị. Em sẽ zoom nhỏ lại cho anh chị và mình coi. Đây có điện chùm hết cho anh chị và mình ha. Cửa thì sử dụng cửa hai lớp, mặt tiền trước thì cửa sắt và mặt tiền mặt ở sau thì sử dụng cửa nhôm kính Sifa đầy đủ hết cho anh chị và mình. Nhà còn rất là ok ha chị, rất là đẹp. Rồi thì em đang đi di chuyển xuống vị trí của phòng bếp ha anh chị ha, không gian bếp. Như anh chị đang thấy nè, gần như cái chủ nhà của căn này sử dụng nội thất rất đẹp và cũng như là rất là xịn ha anh chị. Anh chị có thể nhìn qua được cái không gian bếp này, anh chị có thể nhìn thấy rõ được về tâm tâm lý của chủ nhà. Họ chỉ muốn sử dụng đồ tốt thôi. Đó, tất cả đều sử dụng đồ rất ok nè. Kể cả kệ bếp, kính cường lực ốp đầy đủ hết cho anh chị nhà mình. Em đứng dưới góc này để quay tổng quan cho anh chị nhà mình để thấy được vị trí phòng khách, phòng bếp. Đã, tất cả đều được bài trí và trang trí rất là hợp lý cho anh chị nhà mình ha. Không gian của lối cầu thang đi lên tầng trên. Để lại nội thất cho anh chị nhà mình cơ bản đầy đủ để có setup sẵn hết rồi. Đó, dưới khu vực này là khu vực lấy ánh sáng, lấy gió vào phía bên trong để cho căn nhà mình nó mát hơn anh chị ha. Rồi, phía dưới này sẽ có cho anh chị là một cái toilet, toilet dưới như thế này, toàn bộ rất đẹp, giá cũng tương đối thôi, không quá mắc, không quá rẻ anh chị ha. Nó rất là phù hợp với cái sản phẩm này, một căn nhà chất lượng thì đi kèm với nó thì sẽ là một cái đơn giá. Căn nhà ngày hôm nay thì đơn giá sẽ là 6 tỷ rưỡi cho anh chị ha, 6 tỷ rưỡi cho sản phẩm ngày hôm nay. Anh chị cứ xem xét là căn này nó có đáng giá 6 tỷ rưỡi không. Cái này nếu anh chị đi xem thực tế sẽ hay hơn rất nhiều khi xem qua video của em ha.
Riêng cái phần tường bên này á, thì hiện tại chủ đã ốp hết rồi và bài trí một cái khu vực gương như thế này. Đó, chị đang thấy rất đẹp ha. Nhà này ngang 4 dài 16 nhưng mà được cái bài trí này nhìn nó nhìn rất là rộng rãi anh chị. Toàn bộ đã làm hết rồi. Bây giờ em xin phép đi lên vị trí tầng trên. Thì với khu vực tầng trên khi mà anh chị bước lên cầu thang thì được cái là lối cầu thang nó rất rộng nè, rộng rãi đi cực kỳ thoải mái. Sử dụng khung sắt được thiết kế và làm rất là đẹp, hào băng. Đứng từ trên nhìn xuống anh chị ha, toàn bộ đã được lót đá hết rồi. Rồi riêng tầng 2, với cái vị trí của tầng 2 thì anh chị có thể nhìn thấy được đây là tầng của phòng ngủ chính. Khi mà bước lên phía bên tay trái thì anh chị bước vào thì sẽ có một phòng ngủ chính đây, phòng ngủ rất đẹp luôn anh chị. Cứ mỗi phòng thì sẽ có ban công hơn anh chị ha. Đó, ban công, toilet trong. Nhà này thì riêng về phòng nội thất và thiết kế bài trí thì rất ok rồi, không có gì phải chê nữa anh chị. Đó, toàn bộ sử dụng điện thông minh hết nè anh chị ha, điện từ hết. Rồi phòng ngủ đây anh chị ơi, phòng ngủ thì gần như là sử dụng kính cường lực, có rèm che và có ban công, gần như là lấy ánh sáng mọi lúc mọi nơi, bởi vì hướng hướng nam thì gần như là mát cả ngày, không sợ ánh nắng hơn chị ha. Đó, một cái tủ nhỏ như thế này để đồ, khu vực tủ để vật dụng cá nhân của anh chị góc này. Bên đây là vị trí của tủ đồ đây, sử dụng gỗ công nghiệp rất nhiều hơn anh chị ha. Đó, tông màu rất đẹp ha anh chị, tông màu của tủ giường và cái bộ chăn ga gối nệm này nó phù hợp với nhau luôn, nó set up tông sẽ tông với nhau anh chị ha. Rồi em sẽ đi ra khu vực phía ban công quay cho anh chị cho mình ha. Đây đó, khi mà mở cửa ban công ra anh chị thấy ạ, cái lối ban công này đứng khoảng 5 cho tới 6 người vẫn được ha anh chị. Từ đây thì trên cao nhìn xuống thấy được khu vực của dân cư hàng xóm của chúng ta, trường học nằm rất gần ha anh chị, thấy cái góc này sẽ là trường học nè, trường học, chợ, bệnh viện rất gần, bán kính vài 300 m cho tới 1 km đã có đầy đủ rồi. Rồi anh chị xem qua tổng quan của cái phòng ngày hôm nay nha. Đó, phòng ngày hôm nay rất đẹp nè. Khi mà anh chị đi xem thực tế với cái sản phẩm này á, em nghĩ là anh chị sẽ thích ngay. Nhưng mà cái đơn giá thì mình tâm sự làm việc với bên phía chủ để đàm phán với cái giá tốt nhất cho anh chị nhà mình ha. Đó. Rồi tiếp tục là phòng ngủ tiếp theo. Riêng tầng này nó sẽ có 2 phòng. Thiết kế thì phòng bên này nó sẽ không có ban công hơn chị ha, mỗi tầng nó sẽ có một phòng có ban công thôi. Thì bên này nó sẽ có tiếp tục cho anh chị nhà mình là một cái tủ lớn nè. Bên này thì được cái nó khác với phòng bên hồi nãy thì cái tủ để đồ nó sẽ lớn hơn. Đó, dành riêng cái không gian phía mặt bên này để làm tủ để đồ và cái kệ trưng bày của vật dụng gia đình ha anh chị ha. Đó, một cái bàn trang điểm lớn dành cho vợ của chúng ta hay người nhà. Một với cái phòng này thì một chị nữ ở nó sẽ hay hơn rất nhiều. Đó, tất cả trong phòng đều có máy lạnh, có đèn chùm đầy đủ hết trơn chị nhà mình, có toilet trong hết. Đây là toilet trong cho anh chị nhà mình ha, anh chị thấy mặt khi em mở điện lên đó, em chỉ cần nhấn nút điện từ thì nó sẽ sáng thôi anh chị, làm rất là kỹ luôn anh chị ạ. Nhà còn rất ok, không có một vết nứt nào hết nha anh chị ha. Sản phẩm này rất chi tiết nên em bắt buộc phải quay chi tiết từng góc ngách cho anh chị cho mình. Đó, anh chị nhà mình thấy mà với cái vị trí phía sau đây, hàng xóm của chúng ta nằm đây ha anh chị ha. Em đi quay lại một chút xíu cái vị trí của toilet này, em quay kỹ hơn cho anh chị cho mình coi ha, rất đẹp đẽ và phía trong căn nhà rất thích anh chị ha. Đây điện này sáng này thấy không, chỉ cần điện từ thôi, tất cả sử dụng điện từ, em nhấn nhấn vào nó sẽ sáng thôi chị. Rồi anh chị cho mình xem qua một chút xíu về cái vị trí tầng 2 nha, trước khi em đi lên vị trí tầng 3 review tiếp cho anh chị cho mình. Đây là không gian toàn bộ ha, mỗi phòng rơi vào khoảng là 35 mét vuông đó, sử dụng cửa rất dày, cửa gỗ thiên nhiên rất dày nè, điện sử dụng điện từ hết toàn bộ rất đẹp.
Rồi, tổng quan cũ vị trí của tầng 2. Thì bây giờ em sẽ quay tiếp cho anh chị nhà mình tầng 3. Lối cầu thang vẫn đi lên như cũ ha anh chị ha. Rồi. Đơn giá thì mình tông đã báo luôn ha anh chị ha. Đơn giá sản phẩm ngày hôm nay rơi vào là 6 tỷ rưỡi cho sản phẩm này. Đó, rất đẹp. Rồi, với cái vị trí tiếp theo. Tầng 3 thì khi mà bước lên vị trí ở trên nó sẽ có một phòng sinh hoạt chung, một phòng ngủ. Có thể sẽ đúc thành một hai phòng ngủ phía trên tùy ý anh chị nhà mình ha. Mỗi phòng nó đều có thiết kế rất là giống nhau, không khác gì anh chị ha. Phòng ngủ phía này nó có ban công, bàn trang điểm, kệ, gương, giường được xếp đắp rất bài bản. Tổng quan về một phòng cơ bản như thế này, có máy lạnh từng phòng, sử dụng điện thông minh, giường thì nội thất rất cao cấp anh chị ha. Có một cái đèn chùm như thế này. Khi mà càng bước lên cao thì cái vị trí của từng phòng nó sẽ đẹp hơn anh chị ha. Ban công của nhà mình ngày hôm nay nè, bước lên cao thì nhìn rất đẹp khu vực hàng xóm xung quanh. Phía mặt bên này đã là vị trí của khu đô thị rồi. Còn như toàn bộ vị trí của khu vực mình đó là khu vực tái định cư nên nó sẽ hay hơn là khu đô thị, bởi vì khu vực tái định cư nó luôn luôn có sổ sẵn nha anh chị cho mình ha. Pháp lý đại chuẩn, có sổ sẵn. Tổng quan của một cái căn phòng như thế này, có một cái gương rất là hay anh chị ha, phù hợp cho những anh chị nhà mình thích soi gương và làm đẹp ha anh chị ha. Rồi, bên này nó sẽ có cho anh chị là một cái toilet ngồi như thế này. Đó, sử dụng một toilet. Được cái chủ nhà họ sử dụng toilet rất bài bản, rất xịn ha anh chị ha. Đồ cao cấp không anh chị. Không phải đồ thường ha. Nhìn qua thì anh chị có thể nhìn và hình dung được. Rồi, tiếp tục em sẽ quay cho anh chị cho mình phòng sinh hoạt chung nè. Em mở hết điện lên cho anh chị nhà mình luôn. Đó, chỉ cần mở hết là nó sáng hết rồi. Khi mà lên điện thì nó rất đẹp luôn anh chị. Đây là tổng quan của phòng sinh hoạt chung của gia đình. Riêng phòng khách thì sẽ có phòng sinh hoạt chung. Còn riêng cái phòng này anh chị không muốn sử dụng phòng sinh hoạt chung thì anh chị setup lại thành một phòng ngủ ha. Một phòng ngủ hoặc là không gian thờ của gia đình. Tùy ý anh chị nhà mình thôi. Rồi tiếp tục em sẽ đi lên vị trí tầng trên ha. Cơ bản thì anh chị nhìn qua sẽ thấy rõ hơn. Nhà này sử dụng tông màu rất đẹp ha, màu trắng và màu kem là màu chủ đạo ha anh chị. Rồi em sẽ đi lên vị trí khu vực tầng tâm. Với khu vực tầng tâm thì là vị trí của khu vực giặt đồ, phơi đồ và không gian của phòng thờ ở trên này ha anh chị. Đó, khu vực này là không gian của phòng thờ rất rộng rãi, đều có ban công phía trước rất rộng nè. Được trồng thêm một số loại cây phía trước này sẽ đẹp hơn. Không gian phòng thờ nha anh chị ha. Tổng quan anh chị nhà mình cố gắng xem hết video của em nhé. Sản phẩm ngày hôm nay rất đẹp và rất chất lượng anh chị. Rồi, vị trí ở trên sân thượng này, khu vực ban công này rộng rãi thì chủ nhà họ xích up một cái xích đu cho con chúng ta chơi ở đây. Đó, có thể trồng được cây trên này anh chị ha. Ống thoát nước ở đây lên cao rất đẹp anh chị, cực kỳ đẹp cho sản phẩm ngày hôm nay luôn. Em rất là thích cái sản phẩm này anh chị ạ. Đơn giá 6 tỷ rưỡi nhưng mà riêng và nội thất rất chất lượng. Có những sản phẩm ấy, anh chị có thể nhìn qua đơn giá thì có thể đánh giá được sản phẩm này mắc hoặc rẻ, nhưng mà riêng sản phẩm này rất là đẹp anh chị, sản phẩm cực kỳ tốt nè. Rồi em sẽ quay sơ cho chị xem về vị trí của phòng giặt, khu vực giặt đồ, khu vực để máy giặt ngay góc này, và toàn bộ thì sẽ được phơi đồ phía trên này ha. Rồi sản phẩm ngày hôm nay thì mình cũng xin nói lại chút xíu về thông tin. Diện tích là 64m², ngang 4, dài 16, nhà có hướng nam, đơn giá là 6 tỷ rưỡi, giá còn thương lượng thêm. Công năng sẽ là 4 phòng ngủ, 5 toilet, 1 phòng thờ. Anh chị nhà mình có nhu cầu thì cứ liên hệ với em nha. Tổng quan về sản phẩm ngày nay pháp lý đã chuẩn chỉnh, có sổ đỏ hết cho anh chị rồi. Cô chú chị nhà mình quan tâm thì mong muốn đầu tư sản phẩm này, một căn nhà phố thoại thành phố Nha Trang thì cứ liên hệ em, đơn giá rất hợp lý cho anh chị. Bây giờ mình tông cũng xin kết thúc video tại đây, cũng xin kính chúc cô chú anh chị nhà mình một ngày làm việc hiệu quả và có nhiều sức khỏe. Mình tông xin chào, hẹn gặp lại cả nhà mình vào video tiếp theo của em ngày hôm sau nhé.